Have you read the material I sent you yesterday? The material I sent late yesterday. Have you seen it? Yes, the material about Halloween, right? Okay, I just done yesterday. And then check your understanding. Okay, now I want to know how can you guess the word, okay? Okay, sorry, this one. I'll go over that by myself. Okay, now. So sorry, okay, let some minute for me to. Okay, now this one. Okay, the first one is Jack Lantern. So what is Jack Lantern here? Can you guess? Yes, a light made from a hollow pumpkin with holes cut into the side like eyes and mouth of the person's face, inside which is a candle. Typically met at Halloween. So what did they see here? What is hello, right? Hello, this means nothing inside. Nothing inside. This means that someone need to cut it down, right? Do you know the pumpkin? Yes, the pumpkin. Do you know what type of pumpkin is it? No pumpkin. Okay. Yes, do you know what type of fruit is this? Do you know? No. What type of fruit is it? This fruit here. Okay, rồi chưa biết từ đấy thì đọc cho cô đoạn này đã nhé. Now, a large rounded. Rồi, pumpkin is a large rounded orange yellow fruit with thick rind. And the fresh, which can be used in sweet and the savory dishes. And it's also the symbol of Halloween. Okay, so what fruit is it? Cái này bí đỏ. Yes, nó là biểu tượng của gì đấy? Halloween, right? Okay. Yeah. So this one here. Okay, can you guess this word? Don't know you know or not. This one here. Thick. What is thick here? What can be thick here? The cover outside, right? Wow, đúng không? So what is the flesh here? The flesh. The flesh used. Phần nào được sử dụng của pumpkin? Which type of? Yes. Vỏ. Vỏ đã được sử dụng đâu? No. Phần thịt đúng không? Cái phần bên trong á. Right. Is it correct? Phần muối á. Yes. The flesh. Được sử dụng làm gì đây? Sweet and savory dishes. Nấu ăn đúng không? Trong những món ăn ngọt và đậm vị. Okay, rồi. Thế bây giờ quay lại cái này nhá. A light made from a pumpkin. Okay. Một cái gì đó được làm bởi pumpkin. Right? So what is hello? Hello. Something is nothing inside. This means that the pumpkin... Sorry. This means that the pumpkin, they cut it down and then they take all the thing inside, the flesh inside, right? Take it out. Oh, so what's happened there? Là tự nhiên là cô lại bị đóng vào thế nhỉ? What's wrong here? Okay, so sorry. Come back in. Okay, rồi trước đấy cô giải thích xíu đã nhé. Now, do you know what is the hello here? This means that can you imagine the pumpkin, and then I cut it down and I take all the thing inside, the flesh inside, right? I use the knife to cut it down and take all the thing inside. So this means that inside. Nothing inside, right? Is it correct? Nothing inside. Okay, cô tự hỏi làm nào mà không cắt ra mà lấy được phần thịt bên trong ta? How can they do this? Cái đầu xong rồi lấy cái muỗng quyết ra. Ooh. Được không ta? Oh, they cut the... I think they cut the eyes, right? The eyes of the... They cut the eyes of the face, right?
like the face in the pumpkin, and they use something like the spoon to take it down, right? Rồi nó người ta làm những cái lỗ mà hình gì đấy? Eyes, mouth, the nose, yeah. Right? And the face, and then they take it out, right? Okay. So this here. Mm-hmm. So this means hello. Hello here. Can you see this is here, right? Oh, chắc là họ cắt những cái lỗ này ra đúng không? Ok, xong rồi từ những cái lỗ này để lấy những cái bên trong ra. Ok, bên trong không còn gì, nothing inside. So we have the hello pumpkin. Ok, ok, this means that's an empty pumpkin. Một cái quả bí đỏ trống rỗng đúng không? With the hole cut into sides. Ok, like the eyes, the mouth of the person's face. Rồi được cắt những cái mắt và những cái miệng khuôn mặt người đúng không? Inside there is a candle. What is candle, do you know? Nến. Yes. So what is this here? The jack-o'-lantern here. Lantern. Yes. Uh-uh. What is this? Guess. Đoán nào? Tưởng tượng ra hết rồi, tất cả mọi thứ có sẵn rồi, những bánh cho cắt sẵn rồi. Giờ chỉ muốn biết là cái này chính xác nó là cái gì. Yes. What is it? Nó là cái biểu tượng hóa trang. No. Cái gì mà lại có nến? Tại sao mình lại phải cắt một cái, mình lại làm một cái quả bí đỏ trống rỗng? Why we need to do this, right? Rồi trang trí mắt miếc các thứ, rồi đặt một cây nến ở bên trong. Inside which there is a candle. So what is this here? Nó là cái gì? Okay, let me know. What is this? Tell me. Let's see. Okay, we have the jack o' lantern. Yes, what is this here? Yes, nó gọi là gì? Yes. Rồi. At the middle autumn, we have the star-shaped lantern. You know? Không biết cô dạy con bài này chưa? Bài Trung Thu á. Star-shaped lantern. Sorry, this one star-shaped. Để làm sao? Yes, okay. Rồi cũng hình dạng như thế đúng không? Và cũng ở trong mình cũng đặt cái gì đấy? We put the candle inside the star-shaped lantern, right? Is it correct? Yes, right. Okay. So this means that here, can you see? This one is a star-shaped lantern. So what is lantern again? What is lantern? The lamp, right? So the same with them. Okay, so we have the jack lantern. Okay. Rồi giống như là cái đèn lồng ngôi sao thì đây mình có cái đèn lồng. Okay, đèn lồng gì đấy? Hình bí ngô đúng không? Yes, right. Okay. So can you see the face? Yeah, the face, right? The eyes here, the nose here and the mouth here, right? Okay. Có mặt, mũi, răng, giữa các thứ đúng không? Okay, and inside we put candle, right? Ở trong này mình sẽ đặt cái nến. Ok, nhưng mà lý do tại sao người ta đặt là Jack thì cô không biết. Ok, name of who there? Tên của ai nhỉ? Người chế tạo ra này à? Chắc là phải có người nào để tạo ra đúng không? Let's see. Ok, rồi cô cũng phải biết câu chuyện bên trong kia đúng không? Ok, let's see. Why we call it the Jack Callum? The Jack Autumn Callum? Lantern, sorry. No. This tree, origin. What is this here? It's believed that the custom of making Jack Callan at Halloween began in Ireland. Okay. Rồi, học câu bị đậm chưa? Have you learned it? Yes.
Câu này câu bị động đúng không? Học kiểu câu này chưa? Is he believe Believe. À, that? bị động sẽ có Rằng đấy, được. sau so, we may ba là ready đi. Yes, right. Rồi, nhưng mà đây bị động đặc biệt. Bị động đặc biệt tức là gì đây? Được tin rằng đúng không? Rồi, được tin rằng thì có biết là ai tin không? Who's believe? We don't know, right? Is it something like we know, we believe, but it's not specially or the, okay? Believe, who believe here is not important, right? Ai tin ở đây không quan trọng đúng không? Ở lần trước hình như cô dạy con đúng không? Yes, right? Okay, rồi, may quá. So this one, here, so this one is a special one. Okay, lần trước hình như dạy chung chung. Okay, đây là lặng bị động đặc biệt. This is a special one, so not like the normal one. Không giống những cái bình thường đúng không? Okay, this means that no one, we don't know who's believe here. Right? Do you know who believe? Do you know who? No, cannot know, right? But we can guess. We can guess, right? It can be us or someone else, right? Okay. This means that when they use this term, is a belief that. So this means it's something not subjective, không chủ quan đúng không? This is a positive one, right? The public one, right? Đó nói chung đúng không? General one, right? Not private, right? Bởi vì không phải mình tin đúng không? Như kiểu là câu này giống như kiểu câu Việt Nam mình có một câu là gì nhỉ? Người ta nói rằng, người ta tin rằng đấy, đúng không? Người ta hay nói, người ta thường nói rằng đúng không? Không phải mình nói. Not me, right? Okay, nó để làm gì đấy? Để tăng độ thuyết phục của câu nói đúng không? Không phải mình nói, người khác nói, đúng không? So, okay, rồi, the time began in, là bắt đầu ở đâu ấy? In Ireland, right? In the 19th century. Oh. Nó không nói gì đến tại sao gọi là Jack. Yeah. Why? We have the publicist's long story, The Legend of the Black Lantern. In 1837, the electric cornet preferred the local pub holding the grand competition present a prize of the brass crown Jack McLantern. The term McLanterns also appeared at 1941 publication at the same paper. Ủa, rồi sao? Tại sao lại tên là Jack? What? Who? Can you tell me? Tell me the legend. Phải có câu chuyện gì chứ đúng không? Đây toàn kể cuộc thi gì á? The legend of Sleeping Hollow often show within the pumpkin, the Jack in... Ooh, the pumpkin. The old time custom keeping the Halloween is forgotten last night by the youngster of the city. They had the masking, merry taking, street dog. Nothing else. Không có gì nhỉ? Ooh. Có cả poet luôn, thơ luôn. Ok, nhưng mà chắc gì đến tại sao lại gọi tên là Jack nhỉ? What? I want to know why is it Jack, right? Tại sao không phải là John hay là Yao hay là... Oh, ok, Jean, ok, so why do you think else? Why is Jack here? The story of Jack Lantern comes many forms are here. Rồi, đây, hình như đây rồi. And similar with the story of the Will Sweep. Oh, what is Will Sweep here? Will of Sweep. It's the atmosphere, the ghost light seen by the travelers at night. Nó là một cái khoảng không khí mà ánh sáng mà ma đúng không? Được nhìn thấy bởi khách du lịch, especially over the park, the swan, the marshes, the phenomenon known as in the English folk belief, the England folklore. Much of the European folklore by the variety names. Tôi cũng chả biết nó là cái gì luôn. Một khoảng không khí mà hình thành ma. Nghe scary, right? Okay, this one here.
Rồi để đọc thêm xem chắc là cái gì đây. Retail the different across the Western European include Italy, Norway, Spain, Sweden. In Switzerland, the children are leave bowl of milk. Trẻ em để lại những cái bát sữa. Cream out the mythical house spirit called Jack of the Bowl. Jack of the Bowl. What is this, yeah? In the history of really describe the one. Những đứa trẻ đặt những cái bát sữa và gọi cái tên của ngôi nhà linh hồn. Đó là Jack of the Bowl. Ủa, cũng chả biết đây là cái gì. Đợi xíu đã nhé. Vừa xem Jack of the Bowl là cái gì đã. Okay, Heaven Spirit, the name of pony is their own Genjin in French. Nav hands in parent in turns for the bowl of cream left for him. Each night he could lick the cows. Two grace in plate, consider generous to women, but no one, but none of the cows even ever suffer the injury. The path he used always clear of the stone, no matter how rocky of the mountainside it came to, known as Botalia Path. Để đổi lấy một cái bát kem, ở bên kia là bát sữa nhỉ, ở bên này lại đổi lại thành bát kem kem ngọt để lại, tức là để đổi lấy một cái bát kem ngọt để lại đúng không, thì anh ấy sẽ thả ra, anh sẽ dẫn đường cho con gì đấy? Yes, the cows here, right? Con bò đúng không? Two grace in the place in dangerous, considered dangerous woman, but none of the cow ever suffer the injury. Không một con bò nào bị thương. Ok, rồi câu chuyện khó hiểu nhỉ? Cannot understand, right? Ok, rồi để xem tiếp xem đến này là cái gì đây. With the Irish folk tale from the middle of the 18th century tells the sting jack, the lady. Oh, lady. Oh, I think it's a boy. Cô tưởng là con trai cơ. This is a lady. Yes, the spirit use the cross to trap the Satan. Okay. Rồi, bẫy quỷ luôn. One story says that Jack tricked Satan to climb the apple tree. Một câu chuyện nói rằng Jack đã lừa Satan trèo lên một cái cây táo. Có biết Satan là ai không? Do you know? Satan là con quỷ á, quỷ Satan á. Yes, Việt Nam mình có một cụ quỷ Satan. Yes, right? Do you know? Yes? No? No. Is he no. The devil? No. Devil and demon. What is this here? Ooh. Đây. Con gì đấy? Quỷ đúng không? Nó không phải là ma, nó là quỷ. So what is the difference between demon and devil? Do you know? What is the difference between demon? Rồi, demon là đây. Nhìn nó giống gì đấy? Demon? Giống gì? Is it the same as angel? Giống thiên thần không? Yes, this is demon here. So why we call it demon? Demon is a fallen angel. Thiên thần sa ngã. Yes, this means that actually is it a angel, but somehow he guilt and he fallen to the dark, right? Rồi, tức là bản chất thì vốn là gì? Thiên thần đúng không? Nhưng mà thiên thần sa ngã. Yes, right. Rồi, thế bởi vì phạm tội ác đúng không? Okay, he guilt, so he will become okay, devil, right? Okay, so what is devils? So can you see devils is the red one here? Okay, devil is so difficult, different, right? Rất là khác luôn. Bởi vì bản chất của nó actually is a devils, right?
Rồi, anh ta vốn là ác quỷ rồi. Right, with can you see the horn there? Yeah, the horn. Sừng. And the tail. Ok. Những con quỷ thì nó sẽ có cả đuôi cả gì nữa, sừng đúng không? So different, right? Is it different? Yes, right? Yeah. Mm. Còn diamonds là có, đó là fallen angel, right? Ok. So, ok. No, so Satan is one of them. Satan là một trong những con quỷ đấy đúng không? The name of them, one of them. Và nó thường xuất hiện trong phim ma. Rồi, giờ cô nghĩ lại sợ quá. Bởi vì lúc trước khi cô sang đây, cô xem vài bộ phim ma. Rồi ví dụ như lấy con búp bê các thứ đây. Các thứ. Abel. Yes, Satan. Ok. Rồi tất cả những con quỷ này. À, ok. Rồi nhưng mà đây chỉ là một trong những con đấy thôi đúng không? Tên của một con đấy, one of them. When he was up there, khi mà con quỷ ở trên cây, Jack quickly placed a cross around the trunk and the calf across the back. Ok, cái gì đấy? Anh đã đặt những cái tấm lưới ở xung quanh một cái xe tải đúng không? Và gì nữa? Across into the back. Back là gì nhỉ? I forgot. Let's see what is back here. Tức là đặt những cái tấm lưới ở dưới đúng không? What is back here? Back động từ là sủa đấy, danh từ cô quên mất rồi. Back động từ là sủa. Yeah. But the verb is, the noun is the hand outer to cover trees. Một cái gì đó để bọc cây à? Cái tiếng Việt là gì nhỉ? What is cái vỏ cây, cái gì đó? Lớp vỏ xuống một cây đúng không? The covering of the tree, correct. Ok, tức là anh ta đặt bẫy ở cây đúng không? Ở ngoài cây và dưới một cái xe tải đúng không? So that the Satan couldn't get down. Ok, vậy là cái ông Satan ông không thể xuống được đúng không? Correct? Yeah. Yes. Another version of the story says that the... Có một phiên bản khác của câu chuyện này. Nói rằng, says that Jack was getting chased by some villagers. Okay, Jack bị đuổi bắt bởi những cái người dân làng đúng không? Một vài dân làng from whom he has stolen. Những người mà anh ta đã stolen. What is stolen? Trộm cắp đúng không? Trộm cắp từ những người đó. Okay. Ủa, tưởng Jack là anh hùng cơ mà. So what is hero? I think he's a hero here. So why he's still there? Okay, that guy that I uncovered today, đúng không? Yes. Then he met Satan, right? Rồi sau đó anh ta gặp con quỷ Satan, who claimed it was the time for him to die. Satan khẳng định là đây là thời gian mà Jack phải chết. Yeah. Tức là đã đến lúc anh phải chết rồi. Ok, however the thief, ok, nhưng mà tên trộm này stole his death and tempering Satan to a chance to be devil in the just going villains chase him. Ok, what is this here? Anh ta muốn, nhưng mà anh ta lại làm gì đấy? Anh ta đã đổi cái chết của anh ta để lấy cái cơ hội để làm quỷ đúng không? Yes. Is it correct? Oh. Oh, nhưng mà cô tưởng Jack là anh hùng mà. Is he a hero? So what's wrong here? Something wrong, right? Phiên bản hoàn toàn khác luôn đúng không? Yeah. Jack told Satan to turn the into the coin which he would pay for the stolen goods. Okay? Jack nói với Satan là gì đấy? Đổi một đồng xu đúng không? Trả cho những cái thứ mà anh ta đã ăn cắp. Satan could take on the shape of he wanted. Any shape he wanted. Satan có thể lấy bất kỳ cái hình dạng nào anh ta muốn. Okay, later the coins Satan disappeared. Sau đó thì cái đồng xu Satan đã biến mất.
Jack told Satan, sorry, turn into là biến thành một cái đồng xu. Yes, right. Ok, now sorry. Jack bảo Satan là biến thành một đồng xu đúng không? Để anh ta trả cho những cái đồ vật đã mất, đã trộm được. Ok. Ồ, nhưng mà sao ngu ấy nhỉ? Sao Satan ngu thế nhỉ? Ngu thật. Biến thành Satan thật chứ. Rồi sau đó Satan có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào anh ta muốn. Và sau đó the coin, cái đồng xu mà có hình dạng Satan thì đã biến mất, disappear. And the Christian villagers would fight over who had stolen it, right? Ok. Và những người dân Christian là gì nhỉ? Christian. Do you know? Christmas. Đoán ha, Christmas. Christians. Người theo đạo gì? Thiên Chúa giáo đúng không? Is correct? Thôi phải đoán được chứ. Cụm này học rồi đúng không? Chris, Chris là Chúa. Yes, Christian là người theo Chúa đúng không? Okay. Who fight over the slow who has stolen it? Okay. Và người dân làng thì vẫn đuổi đánh cái người mà cái tên trộm nó đúng không? Cái tên trộm. Okay. The devil agreed to this plan. Ủa quỷ rồi, vậy là con quỷ đồng ý với kế hoạch này. He turned himself to the seal cover. Himself, anh ta tự, con quỷ tự biến mình thành một đồng bạc. And jumped to Jack's wallet. Và nhảy vào trong túi của Jack, right? Trong ví của Jack. Only find him next to the cross. Jack had to, had also picked up in the valance. Jack closed the wallet tight and crossed the chip the devil his power, so he trapped. À, sau đó anh ta đóng chặt túi lại và nhốt con quỷ ở trong đấy. Vậy là con quỷ đã bị mắc kẹt ở trong cái ví của Jack. Câu chuyện thật là nhảm nhí. How can I believe it, right? Okay. So this one, next one, in the boat folk tales. Trong cả hai câu chuyện trên, Jack lets Santa go only after he agrees. Jack đã dẫn Santa đến tức là đi đến cái lúc mà chỉ khi mà anh ta đã đồng ý rồi đúng không? To never take his soul, right? Đồng ý không bao giờ lấy linh hồn của mình đúng không? Many years later, the thief died. Những năm nhiều năm sau đấy thì tên trộm chết. As the only thing things do, vì những điều mà khi sống, đâu, the only thing things do, as only things things do, tất cả những điều còn sống đã làm. Of course, Jack's life had been too sinful for him to go for the heaven. Rồi. Bởi vì cuộc đời của anh ta quá tội lỗi thế nên tội lỗi để có thể đến thiên đường đúng không? Tức là anh ta không thể đến đấy. Rồi, chứ cấu trúc là quá thì right? Quá tội lỗi để có thể đến thiên đường đúng không? Okay, however, the Santa promised not to take his soul. Nhưng mà Santa đã đồng ý là sẽ không lấy linh hồn của anh ta, so that he buried the hell. Ok, as well. Và anh ta được trốn, được miễn khỏi địa ngục nữa. Vậy là Jack được miễn khỏi địa ngục nữa. Jack now have nowhere to go. Vậy là Jack không có nơi nào để đi. He asked how he could see where to go. Anh ta tự hỏi là anh ta sẽ nhìn thấy nơi nào để đi đến đúng không? As he has no light, bởi vì anh ta không có ánh sáng. And Santa mockingly tossed him by burning coal. To light it way, right? Rồi, Santa đã giúp anh ta bằng cái gì? Burning coal. Một cái gì nhỉ? Cái dầu cháy á. Jack gave out of his tunic where his favorite food, right? And the coal inside it began endlessly wandering the earth and resting place. Okay, và
coincide này thì làm sao đấy? Endlessly, what is endlessly? Không bao giờ kết thúc đúng không? Ok. And he became known as the Jack of Lantern. Tulips. Rồi, hình như là đây là một từ khác của pumpkin thì đúng không? Is it correct? No. Đây củ hành chứ. No. This one here. Đó là món ăn mà. Ừ, anh ấy yêu thích. Nhưng mà cô có nghĩ là anh ta phải biến thành cái pumpkin chứ, anh ta biến thành củ hành thì phải gọi củ hành là Jack ấy chứ đúng không? Jack ra lại hình pumpkin. Right. Anh ta bị biến thành cái củ hành, mà củ hành là món ăn ưa thích của anh ấy đúng không? Và để một cái loại dầu ở bên trong đấy và nó sẽ mãi mãi không bao giờ tắt, endlessly, không bao giờ kết thúc đúng không? Cho a resting place. Rồi, thế nên là được biết đến như là Jack of Lantern, right? Ok, và viết tắt là Jack of Lantern. Ok, nhưng mà cô cứ tưởng là nó phải biến thành quả pumpkin chứ đúng không? Củ hành thì liên quan gì đến củ hành thì liên quan gì đến pumpkin? Well, what is this here? Cannot understand. Okay, we have here Jack Lantern, also the way to protect one home against the undead. Jack Lantern cũng là một cái cách mà để bảo vệ một cái người nào đó đúng không? Ở trong nhà chống lại khỏi sự gì đấy, undead, không bao giờ chết. Okay, the superstitious people uses them to specially ward off vampires. Okay, do you know vampires? Vampires. Vampires is a dead person that come back to the life. And then he or she win crush the blood of the people. So who are they? They are like the bat, right? Okay. Right. Giống rơi á. Rơi. Thì đấy. The dead person. Người chết. Người đã chết. And come back to the life. Quay trở sống trở lại. Okay. And crush the blood of the human. Hút máu người. Gì đây? Who are they? Vampires here. Quỷ. No. Cái gì nhỉ? Cà rồng. Nó gọi là vampire. Ma cà rồng. Okay. Đâu như mới nói rồi. Yes, right. Ma cà rồng. Rồi. Next one. They thought this because it's what said that the Jack of Lantern light. What is the way to identify vampires? Okay, họ cũng nghĩ rằng đó là bởi vì sao đấy? Jack of Lantern có thể phát hiện ra vampires. Identify vampires, right? Who identify was known and give up hunt for you. Okay? So, show this one here. Anything else? Nothing. Okay. So, it's a lot of things, right? Okay, a lot of things here. Okay? So, next one. Coffee cooler. What is coffee cooler? Okay, carry a body of mortuary. Ice cold water was placed in the pan below to have the cool the body. What is this here? Yes, đoán nha. Yes. What is it? Okay, to carry a body. Do you know Snow White? What happened with her when she ate the apple? She died. Is she died? No, right? Yeah. She fainted.
She fainted. Yes, she fainted. And after she fainted, what happened with her? Okay, the seventh draft put her into the coffin. So what is a coffin? Nó quay ăn quả táo đúng không? Xong rồi ngất đúng không? Xong rồi sao nữa? Bảy chú lùn đặt cô ấy vào đâu? Where is it? Where the second draft put her? Đường băng à? Rồi, nó là gì đấy? Quan tài đúng không? Quan tài là sử dụng gì đấy? Ice and cold water. Đá hoặc là nước lạnh để làm gì? Yes, để làm cool the body, làm lạnh xác. Làm lạnh xác. Đây là phương pháp giống kiểu làm Bác Hồ đúng không? It is the same, right? Để giữ cho cơ thể không bao giờ bị decay, bị phá hủy đúng không? Okay, then we have the giant spider. Giant spider. No, it's giant. Giant is really big here. Can you see the word a really big? Yes, a really big, eight-legged, yes, predatory attack with the ancestral body is consisting of the fused head, okay, and rounded abdomen. The spider have fang inject poisons into their prey, and most kind of spin webs, okay, to capture insects. So what is web here? Guess? Webs? What are webs? Web. Yes? Đoán nào, webs là cái gì? Biết đấy, con nhện này đúng không? Thì webs là cái gì? Con nhện. Yes, correct. Okay. Rồi, đây là một loài động vật mấy chân đấy? How many legs is it? Eight legs, right? Rồi, là một loài động vật săn mồi. This one is? Okay, săn mồi đúng không? Loài động vật săn mồi tám chân. Con bé tí thế mà săn mồi đấy. Okay. Nó cần săn mồi bằng cách gì đấy? Can you see? What is this? What is the way? Poison. Hạ độc con mồi. Prey là con mồi đúng không? Hạ độc con mồi gì nữa? Okay, sau đó dùng mạng nhện để quấn vào đúng không? The spin the webs. Spin, quay tròn. Spin the webs. Which capture the insects. Côn trùng. Okay, and we have bat. The small animal like the mouse with wings and flies at night. Okay. The small animal, the same as the mouse, has wings, fly at night, and usually live in cave. Okay. Nó thường ở cánh đồng. No, không phải cánh mái. Một loài động vật rất là nhỏ, giống như con chuột đúng không? Với có cánh. Con chuột có cánh. Và thường bay vào ban đêm. Okay. Rơi. Rơi đúng rơi. Không? And, they live in where they live. Where do they live? They live in cave. Is it correct? Có phải sống trong hang động không? Yeah. Right. Okay. And do you know the eyes of the bat is not good. Mắt của những con rơi không tốt. Yes. But the ear of them is so good. They have the ear so good and they can hear something like the wave. Right. Có nghe cả được tiếng gì đấy. Không phải tiếng sóng mà là tiếng kiểu sóng âm đúng không? Okay. Really? Next one. We have the cow here, scow. What is this? The bone frame enclosed the brain of the vegetable plate. The skeleton of the person or the animal's head. Okay? Brain, một cái gì đó, enclosing the brain. Okay? What is this? How can you... Do you know? No. Đoán nào. Enclosing gắn với bộ não đúng không?
What is this? Rồi, bone là xương nhé. Đó là một cái cấu trúc xương. Yes, do you know? Yes. Rồi, xương mà trên não thì chỉ có gì thôi. What is this? Do you know? School. Scary, right? Okay, today is so scary. Okay, but today is not the Halloween, right? Yesterday is the Halloween. Because we don't have the class here, so here. Can you see this one? Yes. Hộp sọ đấy. Okay, đầu lâu. So scary, right? If you study yesterday. But today is normal, right? Okay. Yeah. If you study yesterday. Okay, so scary, right? Okay, so next one, the owl. What is owl here? Okay. A nocturnal bird of prey with a large eyes, a special dick and a hooked beak, and typical loud hooting call. So what is this here? Chim mắt to. Yes, so nocturnal means that they live at night. Okay, they active at night. Hoạt động về đêm. Yeah. Một loài chim hoạt động về đêm, chim săn mồi hoạt động về đêm. Yes, cool, right? Yes, yeah. Mỗi con đấy đúng không? Okay, với cái mỏ làm sao đấy? Hook it. Hook it. Mở cong xuống này, mỏ, móc đúng không? Hình móc. Yeah. Yes, next one, the goblin. The mischievous, ugly creature resembling a trap. So what is this here? What is this? Yêu tinh. Yes, correct, right? This is sampling. What is sampling? The same, right? Giống đúng không? Giống chú lùn. Okay, so do you know? Have you seen Harry Potter? Okay. There are a lot of goblins there. Have you seen them? Okay, in Harry Potter, we have Harry Potter. Goblin. Okay. So, do you know this one? We have a lot of goblin there. Okay. Rồi, ông này xuất hiện trong tập 2 này. This one, his name is Dobby. Is it Dobby? Ông này Dobby đúng không? Yes, is it in the in the season 2 here. He is in season 5. Okay, mùa 5 thì phải, tập 5. Yes. But I forgot his name. Cô quên mất tên ông này rồi. Ngân hàng là ngân hàng, đây tên ngân hàng nhé. Cricots là tên ngân hàng. Tên ông này là gì quên mất rồi. Forgot. Okay. Rồi. We have a lot of whistling there, right? Okay, goblins. Can you see? Yes, I can see. So scary? Yes, right. It's so short. Can you see? It's so short. Okay, yeah. Cả một đứa trẻ 12 tuổi nữa. Okay. Yeah. So short, right? Chú lùn đúng không? Giống giraffe. The giraffe là chú lùn đúng không? Yes. Okay, so next one, the squid one. What is this here? First move. Now guess, đoán thử nào. Non-physical part of the person which is seat of emotion, character, and the song. What is this here? Physical là gì nhỉ? What is physical? Physical body, bộ phận cơ thể đúng không? Những cái gì mà con có thể chạm vào được thì gọi là physical. Right, is it correct? Những cái vật thể có thể chạm vào được thì gọi physical. Vậy non-physical là gì? Cannot touch, right? Những thứ không thể chạm được. Vậy những thứ không thể chạm được là cái gì? What is this? Phần thể của cơ thể. Yes, emotion, character, tâm hồn, tính cách và linh hồn đúng không? The soul. Is it correct? Okay, so it's spirit one. Okay, rồi phần, đây là phần gì đấy? Phần hồn đúng không?
Rồi, vậy thì cầm một cụm nữa gần giống. The ghost one. Từ spirit mình vừa học xong đúng không? Spirit mình vừa học xong. Ok. Đó là phần hồn của gì đấy? Dead person. Sometimes present as a pale, almost transparent image of that person that some people believe appear to people who are alive. Ok, rồi gì đây? Linh hồn của một người đã chết đúng không? Thường xuất hiện gì đấy? Dưới một hình transparent image. What is transparent? Can you see the transparent image? Có thể nhìn thấy một hình thế này không? No, right? What is transparent, do you know? What is transparent? No. No. Okay, so let me show you. Okay. So here I have, let's see, I draw a picture of that. Okay, this one is a color rectangle, right? Is it a color rectangle? What color is it here? Blue, right? Rồi, cái này là blue, right? Is it correct? Okay, can you see the transparent here? The transparent here is zero. Okay, and now if I put it 50 here, can you see what is inside there? Can you see over there? Yeah, so what is transparent? So if I change the transparent here, see 90. You can see all, right? You can see all, right? It's 80, it's like this, it's 70, it's like this, it's 60, it's like this, right? Can you see? So can you see what is the transparent? See? No. Vậy là những cái hồn ma dưới hình dạng gì đấy? Mình không thể nhìn thấy nó đúng không? Nó dưới hình dạng trong suốt. Can you understand? Okay. Right. Next one. Okay. Và nó thường xuất hiện với gì đây? Xuất hiện với những người còn sống. Right. Okay. Some people believe it appears. Okay. So come back here. Okay. No. The marks. Okay. This one is easy. Then. A covering for all a part of the face. So what is this? It's one of the skills or amuse or frighten others. Được dùng để hóa trang, để dọa người khác hoặc để mua vui cho người khác. Yes. Hoặc là được dùng lễ hội, mặt nạ đúng không? It's a covering, right? Next one, the skeleton, the internal and external frame of bone. And the material supporting as a containing body, animal, or plant. So what is this here? Yes. Yes, this is a whole bone. Xương này. Bộ xương người đúng không? Okay. Yeah. Then dust. So what is wizard here? Wizard? Thủy. Yes, so what is the difference between wizard and witch? Witch, witch? Là người phụ nữ, yes. Còn witch là a man. Yes, wizard is a man and witch is a woman. But sometimes, rồi nhưng mà tại cô xem phim nhiều quá. Trong phim thì wizard có thể là cả nam và nữ. This is a both male and female one. Do you know why? Harry Potter is the first one, right? Harry Potter là cái đầu tiên. Người ta không gọi học sinh ở trong đấy có cả nam và nữ, right? The student is a boy and girl, but they still call all of them as wizard. Nhưng mà họ vẫn gọi tất cả mọi học sinh trong đấy là wizard, chứ họ không gọi phụ nữ là witch. Right? Is it correct? So what is problem here? No, nhưng mà cô nghĩ mà sự khác biệt ở đây đó là witch. Khi mà nói đến witch, okay, so when it will come to the witch, so sometimes you can see the evil, right? You can see something like cruel, right? Độc ác, đúng không? Like cunning, xảo quyệt, right? Và thường nói đến phù thủy, nói đến witch, okay? Do you, can you imagine some, okay, a female with the broom,
right? With a broom, một người phụ nữ với cây chổi đúng không? Yes, correct. And okay, with a long what is this? A long hat. And then you know, her face can be the long nose, right? And sometimes the words, okay? Mụn nhẹ. Các thứ. Okay, so this means a ugly woman, right? Một người phụ nữ xấu xí. And it means a little bit cruel. And okay, and there is a fox tale about them that they can eat the children. Đúng không? Rồi, và theo truyền thuyết kể lại rằng họ có thể ăn thịt trẻ em, đúng không? Is it correct? Which one? But the wizard nó giống như kiểu bậc thầy, nó giống như kiểu professional. Okay, this means that the wizard come to school, right? Là những người đi học, đúng không? Học phép thuật. Yes, the wizard is something like professional. So you can see the different, right? It's different. Okay, the zombie one. Easy, right? The freezing creature, that person. But is it, are they dead? Already dead or not? Dead, right? Họ đã còn sống hay đã chết? Dead, right? Dead, chết. Yes, but they brought back to alive. Họ sống lại nhưng mà they are not able to think. Họ không thể nghĩ. And always attack and eat human beings, right? Luôn tấn công và ăn thịt người, đúng không? Are you scary? Okay, this also a name of the film, right? Tên một phim, đúng không? Bộ phim miền nạn dịch zombie á. Okay, trong phim đấy thì họ nói là gì? Nó do một loại virus. Okay, this is about a virus, right? A virus coming to a dead person, right? And it can be translated to the brain. Nó có thể truyền từ não này sang não kia, não người chết. So scary, right? Okay, so next one. The werewolf. What is this here? The person who changed for a period to wolf. Typically, when they see the full moon, they transform into a wolf. Khi mà họ nhìn thấy mặt trăng tròn thì họ sẽ biến thành con gì đấy? What is this? Yes. Con khỉ. Sói. Trời ơi. Người sói à. Have you heard about that? Nhìn thấy trăng tròn á. Ok. Rồi đấy là tại chưa xem phim nhiều. Harry Potter, right? Okay, so this means the werewolf. Yeah. So this one, this one is season 4. Is this season 4? I don't know. No, this one here. Okay, this one here. Scary, right? Okay, so there are werewolves in the film, yeah? And we have werewolf here. Okay. This one is werewolf, I think it is something like cartoon, right? Để hình vẽ đúng không? Chứ còn thật thì cũng chưa chắc. Yes, right? Okay. Rồi thực ra thì nếu mà xem phim nhiều thì con sẽ gặp lại nó ở trong phim. Cái phim mà cô bảo con xem ấy, Once Upon a Time ấy. Phim đấy là mix giữa các câu chuyện cổ tích. Đó, nhưng mà nó làm hơi bị quá, hơi lịch thái quá bởi vì nó biến con... tiếng Anh gì nhỉ? Little Red, okay, Little Red Riding Hood, cô bé quàng khăn đỏ ấy, Little Red Riding Hood biến thành con chó sói, okay, tức là cô bé quàng khăn đỏ là con người sói, yes, but it's abnormal, right? Không thể là sự thực được, abnormal. Yeah. Rồi đấy là phim thôi, người ta bịa ra một câu chuyện khác, right? And next one. Yeah. The clown here, the entertainer who wears funny clothes has a painted face, make people laugh by some performing tricks and behaving in a silly way. What is this here? Chú hề. Đúng rồi, chú hề đúng không? Funny clothes, mặc một trang phục hài, painted face, sơn mặt đúng không? Make people laughing. By performing tricks, làm ảo thuật hoặc là hành động ngu ngốc,
slightly a silly way. Okay, next one, vampire. You know, right? Vampire is a club of the human, right? Okay, hút máu người đúng không? Monster. Yes, a large, ugly, and frightening imagined creature. Okay, so do you know? Okay, rồi có một từ nữa bằng mấy từ monster. Do you know? One word is the same, and he's actually in a story. Yes, do you know this word? Beast. Okay, Beauty and the Beast. Mm-hmm. Have you seen it? Nó có cả phim rồi đấy. Okay. Not a story only, right? Okay. Okay, so normally, what are you doing? Okay, when you have free time, what are you doing? Xem phim đúng không? Trời ơi, trời dân mình không xem gì à? Xem gì? Dành xem gì? Trời ơi, cũng không xem phim, nên là cô đang lo là quỷ thở con sẽ làm sao đây? Học à? Study all? No, I watch game show or... Game show? But Vietnamese game show? Korean game show? I watch Idol. Running Man. Is this Running Man? Vietnam. Okay. So this means that you need to see more film, right? So this one also, we have a film there. A real film, right? Mình nói phim cảnh về thật tấm luôn. Okay, Beauty and the Beast, right? Okay, this one is a Disney film. Okay. Rồi, this one is a beast. Quái vật đúng không? Okay. Also, we have the monster one. Monster is the same. Đúng hết. Nhưng mà mình không gọi là monster đúng không? Mình gọi là beast rồi. Okay, Beauty and the Beast. Okay, so here is the beast. Okay, so can you see what is the difference between the monster and the beast? Cái gì khác nhau giữa monster và beast nhỉ? What is this? Nếu mà về định nghĩa thì giống nhau rồi đấy. Định nghĩa thì đều là xấu xí, đều là to lớn, đều là gì đấy? Loài động vật tưởng tượng đúng không? So what is the difference here? Monster ở kiểu nó còn không đáng sợ bằng this. No, I think it's here. Can you see? Something is not normal, right? Nó không giống bình thường đúng không? Beast thì còn có đặc điểm bình thường. And monster, can you see? One eye. Many teeth here. And this one is the liquid one, right? Okay, dạng chất lỏng đúng không? Okay, this one is laser. Okay, what is this here? This one is like the dinosaur, right? Giống khủng long. Okay, so something strange here. Oh, rồi cô cũng chả biết là nó khác nhau ở đâu nữa. Mà cô nghĩ là nó sẽ khác nhau ở những cái này đúng không? Rồi, hey, can you see? This is strange here. Okay, and come back here. We have some more words. Okay, mummy. What is this mummy here? Mummy, the dead had been preserved from decay. Okay, một người đã chết được bảo quản khỏi sự gì? Đúng biết? Decay. Phân hủy đúng không? Phân hủy xác. By example, by treated a special substance. Được. Okay. Rồi bằng cách gì đây? Sử dụng các hóa chất đặc biệt. Trước khi graphing clothes, trước khi quấn khăn, quấn vải. Đúng rồi, sang lớp đúng không? Okay, really scary there. Rồi, cái này cũng có phim luôn. Mà cô không nhớ tên phim. Mama hay là gì đâu. Mommy. Okay, let's see. Okay, let's see. I will show you here. Rồi, về xem mấy cái phim này đi cho cô nhá. Hơi sợ tí thôi. Ngày xưa cô xem Mama. Em thích những phim kiểu mày chưa là xem Mommy Movie. Yes, it's here. Hình như còn mấy phần ấy. 4 phần cô xem từ hồi bé. Yes. Carrie, right?
Ok. Ngày xưa bố cô xem đấy chứ cô còn muốn xem đâu. Để cô xem chung. That's this one here. Phần này cô xem mấy phần mới thì cô chưa xem. Phần này là cô xem cùng với bố. Yes. Crazy detail. Great. Ok. So scary that. Oh, ngày xưa hâm mộ anh nhân vật chính này. Ok, this one. So handsome, right? Ok. So here. Scary. Wow. Okay, so try to see you, right? Okay, try to see. Mommy. Cô vẫn còn nhớ cái cảnh gì? Toàn những cái con bọ xác ướp. Con gì nhỉ? Con bọ cạp. Sa mạc. Giờ cô quên mất nội dung rồi. Forgot. Okay. And then, okay, ghost done, devil done, and fairy. Last one, fairy. Yes. Okay, what is the difference between angel and fairy? Angel. Angel. What is this? Angel thiên thần đúng không? Fairy. Bà tiên khác về nhau. Rồi, fairy là theo theo thuật ngữ. Okay, so what is this here? Small person, right? Một người rất là bé với đôi cánh và đặc biệt là phụ nữ. Okay. Còn angel thì là những người như nào đấy? Can you see? Đó. What is this above the angel there? That's the circle there, right? And they have the wing and they have the light. Tỏa sáng nữa đúng không? What about the fairy? The fairy they can have the power, right? The magic power. But, okay. Rồi cái này cô kể cho con chưa nhỉ? Lần trước đọc Snow White chưa? Okay. Yes. What does the seven dwarf do? Bảy chú lùn làm gì? Đào mỏ đúng không? Is it correct? It's a miner, right? Okay, so what do they mine? Họ đào gì? What do they mine there? No, not diamond, not gold, not silver. Không phải vàng, không phải kim cương. Ok. Giấy. They mine the dust. The fairy dust. Bụi tiên. Ok. Cái bụi tiên đấy thì chỉ nhờ có bụi tiên đấy thì fairy mới có phép thuật. Yes, so can you see? So without the fairy dust, okay, the fairy cannot make the magical power cannot have, okay. So this one, rồi. Ngoài ra thì ngoài bụi tiên ra thì mình cũng có rồi fairy dust, right? Mình cũng có một loại nữa là dust, bụi bụi đen ấy, gọi là bụi gì? Bụi đen dành cho bụi của mấy con mà Black Fairy gọi là tiên đen ý, gọi là tiên thần sa ngã kiểu đấy đó. Ok, rồi trong phim thì cô thấy nó gọi là Black Fairy. Ok, now let's see. Ok, I want to show you that the movie is so interesting. Ok, cô đang muốn cho con biết là cái phim thì nó rất là interesting đúng không? Tại sao mình không xem đúng không? Fairy in Once Upon a Time. Yeah. Yes, this one, she's a black fairy. She's a black fairy. Okay. She actually is a fairy. Cô ấy vốn là fairy, nhưng mà cô ấy cũng bị fallen fairy, right? Came into the black fairy. Okay. Good. So this one, fairy in Once Upon a Time here. Okay, the fairy today. This is a fairy one. Can you see the normal one? So small, right? Can you see? So small, right? And we have the, okay, Snow White. Okay, Snow White in Once Upon a Time. She's here, right? Okay, she is. And then we have the charming prince. Okay, ai đấy? Đố biết. Oh, so handsome here. Okay, hoàng tử.
Hoàng tử của Snow White, right? Okay. Yeah. And you see, so handsome, right? So this is one of the reasons I see this film, because there's so many handsome boys, right? Okay. Yeah. And then the okay, rồi đây là bộ phim mà đạo diễn người ta cho người ta quấn tất cả các cái bộ phim rồi gọi là những câu chuyện cổ tích lại đúng không? Và mình có gì nhỉ? Swan. Con vịt xấu xí biết không? Và biến thành Swan ha. Yes, là con của hai vị này. Yes, can you see this Swan there? Okay. Rồi, nó liên quan đến nhau á. Okay. Rồi. Và trong đó thì mẹ kế của Snow White thì lại là bà của con của cô này. Okay. So we have something like the queen here. Yes. So something is so the relationship, right? Yes, the relationship between them. Okay. Rồi có cả Elsa nữa. We have many, okay, many character here. Okay. Giống không? Giống ở trong phim hoạt hình không? Is it the same? Yes. Same, right? Giống hệt. Okay. Yes. Elsa and Anna. Right? Okay. Giống không? Yes, right. Okay, họ chọn nhân vật giống. Yes, and we have a large Cinderella, we also have. Cinderella here. Yes. Rồi, tóm lại là những nhân vật nó liên quan đến nhau. Yes, it's the interrelationship, right? And really, I think it's good for you. It's good for you to... this one is not, it's not the fairy tale of the Vietnamese one, right? Nó không phải là Vietnamese fairy tale, right? But it, this is the European fairy tales, no fairy tale của châu Âu. Okay, so you can learn it, you can see it. It's celebrate the long story, right? Thay vì đọc rất nhiều chuyện cổ tích đúng không? Ok, thì mình có thể xem phim mà nó kết hợp giữa nhiều chuyện cổ tích khác nhau. Ok, thank you for today and I will see you next week, right? Ok, goodbye. Oh, yes. Ok, see you later. Goodbye. See you later. Goodbye.